Ốc Thành Vân khóc, tiết lộ lý do trở lại truyền hình sau thời gian ở ẩn. Ốc Thành Vân nghĩ rằng bản thân đang có một cuộc sống khác nên không còn phù hợp để đi làm game show, trò chơi truyền hình. Sau một thời gian dài vắng bóng trên các game show, mới đây, diễn viên Ốc Thành Vân đã xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Tiết lộ lý do lâu nay không tham gia các chương trình truyền hình, nữ diễn viên cho biết cuộc sống bận rộn đã khiến cô có suy nghĩ khác. Đúng ra giờ này, ngày bình thường ở nhà đã là ca dạy yoga thứ hai của tôi. Một ngày thì rất nhiều ca dạy như vậy, thêm việc đưa đón các con và công việc ở cửa hàng, tôi gần như không nghĩ đến việc mình sẽ đi quay hình nữa, Ốc Thành Vân nói. Ngoài đi dạy yoga, Ốc Thành Vân dành tối đa thời gian cho các con. Ảnh, Facebook nhân vật. Tuy nhiên, khi biết chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt mang tính chất hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, Ốc Thành Vân đã quyết định tham gia. Lý do tôi có mặt ở đây là giúp các em có thêm động lực và niềm tin để luôn mạnh mẽ trước những khó khăn, nữ diễn viên phim Lật Mặt Năm khẳng định. Trong chương trình, hai khách mời là Ốc Thành Vân và Xuân Nghị cùng thực hiện các thử thách. Số tiền thưởng sẽ giúp được ba hoàn cảnh khó khăn là em Phạm Trọng Phúc, 14 tuổi, em Nguyễn Nhật Trường, 11 tuổi và em Danh Sơn, 13 tuổi. Trong đó, câu chuyện của Trọng Phúc khiến mọi người xúc động. Mẹ mất vì tiểu đường, bố đã lập gia đình mới. Hiện Trọng Phúc sống cùng bà nội và em gái ở Đồng Tháp. Cuộc sống của ba bà cháu phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mà bố của Trọng Phúc và cô chú gửi về hàng tháng. Chứng kiến những câu chuyện đáng thương, Ốc Thành Vân nghẹn ngào cho biết cuộc sống luôn có những biến cố xuất hiện mà không thể đoán trước được. Và mọi người thường khó chấp nhận những khó khăn ấy. Cô bộc bạch, giống như hai anh em bé Trọng Phúc vậy, điều mà các bé mong muốn là được có cha mẹ ở bên cạnh nhưng không được. Vì vậy, tôi luôn muốn dành trọn thời gian bên cạnh các con. Ốc Thành Vân xúc động trước hoàn cảnh của bé Trọng Phúc, ảnh, nhà sản xuất. Thời gian vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật, Ốc Thành Vân dành phần lớn quỹ thời gian cho các con vì không muốn bỏ lỡ những sự thay đổi nào của con. Tôi muốn đưa các con đi học rồi đón con về, học với nó, chơi với nó hàng ngày. Tôi mong tất cả những ông bố bà mẹ biết rằng dù cuộc sống còn nhiều lo toan, nhưng cũng hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh các con của mình, Ốc Thành Vân tâm sự. Ốc Thành Vân là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Với ngoại hình sáng cùng giọng nói truyền cảm, Ốc Thành Vân dẫn dắt nhiều loạt game show như Chuyện Phái Đẹp, Hát Mãi Ước Mơ, Điều Con Muốn Nói. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 cũng đảm nhận vai trò lồng tiếng, tham gia phim truyền hình và điện ảnh. Cô ghi dấu ấn khi xuất hiện trong những dự án như Lật Mặt, 48 giờ, Cô Gái Từ Quá Khứ. Sau một hành trình dài hoạt động nghệ thuật, cuối năm 2022, Ốc Thành Vân bất ngờ thông báo sẽ chuyển hướng sang công việc là một huấn luyện viên yoga. Một cuộc đời mới, một công việc mới khiến tôi gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống và công việc mình gắn bó 20 năm qua để bước đi trên con đường mới. Mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ, rất an yên và tôi rất thích điều đó, Ốc Thành Vân chia sẻ với truyền thông. Ốc Thành Vân tập yoga cùng con gái, ảnh, Facebook nhân vật. Không chỉ trực tiếp đến lớp giảng dạy, Ốc Thành Vân còn làm những clip hướng dẫn trên các nền tảng mạng xã hội. Niềm đam mê yoga được cô lan tỏa cho bé Linh Đan, con gái thứ hai. Dù mới 10 tuổi nhưng cô bé đã có thể thực hiện những động tác yoga khó, đòi hỏi sự dẻo dai của cơ thể. Trên trang cá nhân, Ốc Thành Vân thường chia sẻ những hình ảnh cùng con gái tập yoga, nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng.